Thưa quý vị, sau nhiều vụ việc về ngộ độc thực phẩm trong trường học tại các địa phương trên cả nước, cùng với sự giám sát của phụ huynh, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đang triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh. Tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, quận Liên Chiểu, khu bếp ăn của trường khang trang sạch sẽ, hệ thống thiết bị trong nhà bếp được trang bị đồng bộ và đầy đủ với tủ bảo quản thực phẩm, bồn rửa thực phẩm, rau củ quả thịt sống, dụng cụ chế biến, khay đựng thức ăn, bát thìa được phân loại và sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Hàng ngày khâu tiếp phẩm đều có hết sự giám sát của ban giám hiệu, nhân viên y tế cấp dưỡng và đại diện đơn vị giao hàng để kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi chế biến. Nhà trường cũng tiến hành kiểm soát đầu vào thức ăn tươi sống vào đầu ngày. Nếu như mà cái thức ăn nó không đảm bảo thì sẽ trả lại trực tiếp cho bên nhà cung cấp thức ăn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh học sinh trong cái việc giám sát an toàn thực phẩm, lên cái thực đơn hàng tuần và thay đổi món ăn thường xuyên để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho các em. Hiện Đà Nẵng có khoảng hơn 1.100 bếp ăn tập thể và 54 canteen trường học. Đa phần các bếp ăn tập thể ở cấp tiểu học, mầm non, trung tâm lưu trú được đầu tư cơ bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến. Với độ tuổi mầm non, chất lượng bữa ăn bán trú rất quan trọng vì học sinh có nhiều giờ ăn tại trường. Nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh, các trường mầm non đã thực hiện nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo đủ chất, đủ lượng, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà trường đều có thực đơn hàng tháng này, nồi tồn này, ngày để cho nó không bị lặp thức ăn, và khi nhập thực phẩm vào á thì chúng tôi phải kiểm tra, có khâu kiểm tra rất là chặt chẽ và thực hiện nghiêm ngặt 4 bước lưu mẫu thực phẩm. Hàng tháng nhà trường đều tổ chức các cuộc họp chuyên môn cho cấp dưỡng và bồi dưỡng những kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cấp dưỡng. Giai đoạn 2018-2022, trên địa bàn thành phố không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra ở các bếp ăn trường học. Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao đảm bảo an toàn chất lượng bữa ăn bán trú tại trường học, Ban An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng khuyến khích các cơ sở giáo dục nên dùng thực phẩm có tem truy xuất nguồn gốc đã được ban công bố. Hiện danh sách các cơ sở thực phẩm được chứng nhận an toàn, thực phẩm OCOP đã được ban quản lý công bố với khoảng 50 đơn vị.